Xin kính chào tất cả quý khách hàng đã đến với kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh vui lòng bấm đăng ký kênh để mình không bỏ lỡ các video của em Thanh mỗi buổi sáng hàng ngày. Còn quý khách hàng cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 62 5789 để em gửi hàng. Hôm nay thì em sẽ không bán các quần áo là hàng si, hàng thùng nữa mà em sẽ bán là hàng mới nhá. Hàng mới 100%, rất là đẹp mà cái hàng này rất là khó tìm, bởi vì là em đã bán một đợt rồi và từ đó tới nay gần 4 tháng em không có về thêm được. Mà em đặt hàng á, hàng này là hàng Thái Lan, đây là quần áo thời trang phong cách lính của Thái Lan. Các anh các chú mà mình đã sử dụng cái sản phẩm này nhà em rồi thì đã biết rồi đúng không ạ? Còn các anh các chú mà mình chưa có mua được này, hoặc là mình chưa từng tìm hiểu thì hôm nay đây ạ, em sẽ review để các anh các chú mình nắm qua cái thông tin của sản phẩm nhá. Tất cả hàng nhà em, những cái mã này ạ đều là 100% cotton, và em hôm nay em sẽ có hai màu hàng mới 100% các anh các chú ạ. Đây hai màu đây, đó, màu xanh ô liu và cái màu này là màu hanh này. Hôm nay là đủ size số luôn các anh các chú ạ. Size nó có từ size 30 này, 32, 34 và 36 cho các anh các chú bụng tầm khoảng từ 76, 76, 78 đến cỡ khoảng tầm 96 nhá các anh các chú. Rất là nhiều anh nhiều chú có thể diện được những bộ này đấy ạ, khoảng tầm cỡ khoảng tầm 50 cân, là 50 trên 50 cân một xíu là mình có thể mặc được rồi ạ. Và cái size bụng to nhất là 96. Các anh các chú mình cũng không thể không nên tự lựa chọn size, bởi vì là size số em sẽ đọc cụ thể và sẽ có gắn trên màn hình để các anh các chú mình lựa size cho đúng nhá. Còn nếu mà các anh các chú mà mình muốn chắc chắn hơn thì có thể nhắn tin qua Zalo để em tư vấn chi tiết, để em gửi cái bảng size số để các anh các chú dễ lựa. Và em xin giới thiệu qua đây. Hàng của nhà em còn trong nguyên bao nguyên kiện như thế này. Đây là hàng em bóc ra. Hàng em bóc ra để treo, để lát nữa em sẽ đọc thông số để các anh các chú nắm được ạ. Đây ạ, nó nguyên như thế này. Sau này sẽ có một cái áo và một cái quần các anh các chú ạ, cả một bộ luôn. Ngày hôm nay em thanh bán với cái giá là 700.000 và miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh các chú nhận hàng. Còn trong trường hợp mình đặt hàng nhưng mà khi mà hàng về tới nơi mình không đúng số đo hay một lý do thì đó, các anh các chú có hoàn hàng lại về cho em thì vui lòng thanh toán phí ship hai chiều giúp em 30.000. Còn các anh các chú nhận hàng thì mình chỉ cần thanh toán 700.000 thôi ạ. Đây nhá, nó sẽ có hai cái sản phẩm như thế này, một cái áo và một cái quần. Đó, bán với giá 700, 100% cotton và hàng chuẩn Thái Lan. Em xin nhắc lại là đây là nhà em là hàng chuẩn Thái Lan chứ không phải là hàng Trung Quốc hay Việt Nam đâu. Nên các anh các chú đừng so sánh nhá. Đây ạ. Em sẽ review chi tiết. Đây, áo đây ạ. Chất liệu là 100% cotton nhá. Cái chất này là chất kaki mềm các anh các chú ạ. Chất nó rất là mềm luôn. Và túi của nó là túi tròn này. Em thực ra thì với những con áo, những bộ quần áo thế này các anh các chú mua thì nó phù hợp với những anh các chú, thứ nhất là thích đồ mới, thứ hai là hàng chất lượng và giá cả phải chăng. Thực sự là nếu mà hàng rẻ quá thì nó sẽ không đi đôi được cái chất lượng tốt nhất đâu ạ. Tuy nhiên mình mua cái hàng giá hợp lý mà chất lượng tốt thì rất là ok rồi đúng không anh các chú? Đó. Em sẽ zoom cận chất và đường kim mũi chỉ cho các anh các chú nhìn. Đây ạ. Cái vải này ấy, nó là vải cotton và cái bề mặt vải đấy ạ. Bề mặt vải đấy nó là hàng mới cho nên là nó vẫn còn có cái gai vải các anh các chú nhá. Áo này nó có cầu vai, có cầu vai và túi là túi tròn. Đó, tất cả những cái đường đây, cái đường may của nó đây đều là may đôi này. Nó còn phía mặt ngược lại của nó đây. Nó là may chỉ kép nha các anh các chú, nó may chỉ kép rất là cẩn thận và chắc chắn luôn. Và có một cái dòng chữ US Army ở bên ngực này. Đó, còn phía tay, bên tay ạ. Lần trước em bán con áo kia thì nó sẽ có một cái tem ấy, một cái tem hình sao ấy. Còn đây, hôm nay thì nó lại không làm một cái mẫu khác thêm một xíu, nó không có cái tem đấy nữa. Nó sẽ làm một cái túi hộp nhỏ này. Cái túi này nó để trang trí thôi chứ nó cũng chẳng để đựng được cái vật dụng gì đâu ạ. Đây là cái áo mà may kiểu sơ mi nhé các anh các chú. Cái này là 100% cotton. Mặc nó không bị quá nóng bí giống như là các chất liệu khác mà có ni lông. Thực ra mà thời tiết nó nóng quá ấy, thì em nghĩ là mặc cái gì nó cũng sẽ nóng thôi. Tuy nhiên với những cái áo mà chất liệu là 100% cotton ấy thì mình sẽ có cảm giác dễ chịu hơn đúng không ạ? Anh nha chú, kể cả mùa ở Sài Gòn thì quanh năm suốt tháng nó nắng nóng rồi. Còn ở miền Bắc sắp tới thì nó cũng hết những đợt không khí lạnh và trời nó ấm lên thì các anh các chú mặc bộ này đi du xuân đi chơi cực kỳ đẹp luôn. Thậm chí có những anh các chú mua để mình mặc lao động hàng ngày với 700 nghìn thôi mà. Nó không phải là cái số tiền quá lớn nhưng mà mặc cực kỳ thích luôn. Các anh các chú mặc lao động ở ngoài trời nó vừa chắn nắng cho mình này rồi mà nó làm kiểu cảm giác mát dễ chịu không giống như cái chất liệu khác đâu ạ.
Đây cúc của nó đây, cầu vai nhá các anh các chú. Còn em sẽ zoom cái đường may của nó đây các anh các chú nhìn nhá. Đây, đây ạ. Em sẽ chi tiết từng sản từng góc của sản phẩm, sau đấy em sẽ đến số đo để các anh các chú lựa chọn cho dễ ạ. Đây, đường may của nó đây các anh các chú ơi. Cực kỳ chắc chắn và xịn sò. Hàng chuẩn Thái Lan. Đó. Màu này thì rất là đẹp rồi. Màu xanh này thì em thấy các anh các chú rất là hay mặc. Tuy nhiên thì em vẫn có anh các chú mà đã có màu xanh rồi thì mà mình thích cái màu khác đi ấy, thì mình lấy cái màu này, màu hanh này các anh các chú ạ. Kiểu dáng y chang nhau, nó chỉ màu khác nhau thôi. Đây là gọi là màu hanh nhá, màu hanh các anh các chú ạ. Còn đây các anh các chú gọi cho em màu xanh hoặc là màu ô liu là được. Để mình dễ mua. Em sẽ có đầy đủ size luôn cho các anh các chú ngày hôm nay. Đây ạ, có một cái tem ở cổ đấy, Army Modern USA là kiểu may theo kiểu cái thời trang phong cách lính Mỹ. Đó. Áo này thì cái vạt cái vạt ở dưới này của nó này là vạt ngang các anh các chú nhá. Vạt ngang. Đây ạ. Còn phần tay áo đây, nó sẽ có một cái cúc ở trên này và một cúc ở dưới này ạ. Đó. Thật ra mặc những con áo này này các anh các chú sắn lên, sắn tay lên xong rồi là mặc các anh các chú mà mình có thể là kết hợp với lại bất cứ một cái quần nào chứ không cần là phải mặc đúng với cái bộ của nó, mặc đúng đúng cả bộ thì cũng rất là ok, nhưng mà các anh các chú mình có thể là mặc quần riêng, mặc áo riêng cũng rất là đẹp đấy ạ. Đó. Nhà em thì bán cả bộ nhá. Cả bộ là 700.000 và miễn phí ship giao hàng toàn quốc này các anh các chú ơi. Đây là áo. Chất 100% cotton. Đây ạ. Form áo thì nó gọn gàng, chất liệu nó mềm mại, form áo gọn gàng chứ không giống như là những cái em áo như là M65 hay M51 đâu, nó rất là to, cái chiều vai của nó rất là to bởi vì nó dày nữa, còn cái vải này nó là vải kaki mềm mà nó lại một lớp nữa các anh các chú ạ. Còn em sẽ review về cái quần nhá các anh các chú. Quần là quần túi hộp. Quần túi hộp 6 túi ạ. Đây. Khóa đồng nhá các anh các chú, khóa đồng. Rất là đẹp. Đây có cái tem ở đây đấy ạ. Form dáng quần của nó đây. Nó không phải là to, ống nó không phải là bị to giống như là những cái quần M65 đâu ạ. Đó, nó rất là gọn gàng luôn. Nó sẽ có 6 túi nhá, hai túi đằng trước là hai túi chéo này các anh các chú. Phía đằng sau mông đấy ạ. Đằng sau mông, túi mổ và có nắp lên như thế này. Đó. Ở phía đùi, túi đùi ạ, là một cái túi hộp to bự chà bá luôn. Đó. Ở phía mông. Đây các anh các chú ạ, nó có đệm mông này. Nó có cái phần đệm mông đây ạ. Đó. Đây các anh các chú nhìn. Có đệm mông nhá. Đường may của nó thì cực kỳ sắc nét luôn, đẹp. Đều chằn chặn. Phía bên trong nó may này. Nói chung là em không chê gì về cái đường may của nó luôn. Về chất liệu vải, về đường may, tuy nhiên là tùy theo phong cách của các anh các chú. Có những anh những chú mà mình đang mặc những cái bộ quần áo lính Mỹ ấy, những cái bộ sơ mi ấy, nó lên đến 20 mấy triệu thì nhìn bộ này thì các anh các chú sẽ không thích. Tuy nhiên những anh những chú mà kinh tế vừa phải và mình thích cái thời trang này á thì nó rất là phù hợp đấy ạ. Mình vừa chi ít tiền lại được sử dụng đồ mới. Đó. Còn hàng nhà em thì rất là chất lượng nhá các anh các chú yên tâm. Mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng rồi mới thanh toán giúp em. Cái này có dây tang chỉnh hai bên. Đây ạ. Nếu mà tầm chẳng hạn là cái quần bụng lớn nhất là có thể mặc là bụng size bụng vòng bụng 90 chẳng hạn thì các anh các chú bụng 88 87 vẫn mặc được nhá, mình chỉ cần kéo cái dây tăng đưa này thôi. Đó. Cạp liền đấy ạ, nó là cạp liền hết như thế này. Anh các chú ơi, đẹp lắm, xuất sắc. Tính ra một cái áo, một cái quần mà có 700 nghìn. Rất là rẻ đúng không ạ? Giống như là mình đi mua một cái quần kaki cũ, quần kaki trơn cũ ạ, chứ em chưa nói đến quần túi hộp. Còn quần túi hộp cũ nhà em các anh các chú biết rồi đấy ạ. Bán thì đâu đấy nó phải tầm từ 5 6 700 trở lên, chứ không bao giờ có cái quần túi hộp nào mà nhà em bán 300 350 đâu ạ. Đó ngày hôm nay mình mua cái quần mới này, quần túi hộp và một cái áo nữa, cả một bộ như thế này. Combo chỉ có 700 nghìn. Còn nhá. Cả bộ thế này ạ, màu nó đồng nhất luôn đấy ạ. Nó là cùng một cây vải mà ra cho nên là đồng nhất màu, đồng nhất chất vải. Nói chung là nó rất là đẹp, nó không có gì lệch luôn á các anh các chú ạ. Màu cũng đẹp nữa. Đó. Còn bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng size số, em sẽ đọc rõ thông số chẳng hạn là size 30, size 30 thì là áo em sẽ đo vai này, đo chiều bụng và đo chiều dài.
Còn quần thì em cũng đo như mọi lần thôi, là đo vòng bụng, đo chiều dài và đo cái ống quần để các anh các chú mình nắm được nhá. Còn các anh các chú mà mình không nắm được cái thông số để mình mua ấy, thì mình cứ nhắn tin qua Zalo giúp em để em gửi cái bảng size cho các anh các chú lựa chọn. Đây ạ. Đầu tiên ạ, là size 30 các anh các chú nhá. Size 30 này. Em cũng phải cắt sẵn một bộ như thế này. Size 30 này. Vai 42, bụng 53 và dài 71. Vai 42, bụng 53 và dài 71 các anh các chú ạ, size 30 đấy ạ. Cái tay áo này của nó thì rất là gọn gàng luôn. Nó như một chiếc áo sơ mi mặc cực kỳ gọn gàng. Còn các anh các chú mình mặc ấy mà muốn thấm hút mồ hôi tốt hơn thì mình mặc một cái áo may ô trắng ở bên trong, sau mình mặc cái áo này ra bên ngoài. Em đảm bảo là thời tiết nó nóng nực đến bao nhiêu thì các anh các chú cũng không bị quá nóng giống như là mặc quần áo khác đâu. Mặc dù cái này nó là áo dài tay không phải là áo cộc tay nhá. Mã, à, em xin lỗi, size 30, vai 42, bụng 53 và dài 71 này. Quần của nó, quần là bụng lớn nhất là có thể là 80, mặc 80 tối đa đấy ạ. Còn các anh các chú bụng 76 hay là 78 ấy, 76 đến 7 đến 80 thì các anh các chú kéo cái dây vào như thế. Nếu mà các anh các chú bụng 76 thì mình kéo mỗi bên khoảng tầm 2 cm là ok thôi. Nó cũng không bị rúm quần, không bị là xấu quần đâu. Đây nhá, em để cho các anh các chú nhìn này. Đây, khi mà các anh các chú để thế này đúng không ạ? Em kéo vào mỗi bên 2 cm này. Đấy, thế này là đủ 2 cm rồi đấy. Một xíu nữa thôi, thế này đến 3 cm luôn rồi. Đó, cái móc này của nó là móc bằng kim loại này. Đây, nó không hề bị rúm quần đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Mà cái này các anh các chú mà mình mặc trừ khi là mình sơ vin thì là mình mới bảo là nó bị lộ. Còn các anh các chú kể cả bụng 74 thích thì mình vẫn múc được luôn đấy ạ. Bởi vì là mình mặc cả bộ ấy, mình mặc áo ra bên ngoài quần nó rất là đẹp. Miễn là nó vừa vặn cái áo với vai này với lại cái quần của mình ở bên dưới, nó có những con này nó rất là gọn gàng rồi. À, còn một cái chi tiết em chưa review về cái quần. Đấy là ở phía dưới này ạ. Đây ạ. Cái phần gối nó nhá các anh các chú, nó sẽ may thêm, nó sẽ may đường may này. Cái phần gối nhá, đây nó có hai cái đường may, tức là cái phần thân trước của nó là ba thân, gọi là ba thân ý, là ba mảnh vải ghép lại các anh các chú. Đây ạ, đó ba khúc luôn. Còn phía dây nó có cái dây kéo ở dưới ống này này anh các chú ơi. Đó đây nhá, nó kéo hai bên. Có những anh những chú mình thích mặc là mặc dặn mặc để nó ống suông như thế này, còn có những anh những chú thì mình lại mặc những cái đôi bốt cổ bạt ấy, nó đi đeo vào những đôi bốt cổ bạt ấy thì mình thích rút ống vào như thế này này. Đó, tùy theo phong cách của các anh các chú mà tùy theo là cái phụ kiện các anh các chú kết hợp để mình mặc như thế nào cho nó đẹp. Đó, với size 30 ạ, bụng là 80, bụng lớn nhất là 80, dài 100 và ống 20 các anh các chú nhá. Đấy là size 30. Em lên size 32. 32 ạ. Size 32 thì áo tương đương với lại size L. Bụng, à, em xin lỗi ạ, vai 43, bụng 55 và dài 72 này. Vai 43, bụng 55 và dài 72. Quần là bụng lớn nhất là 86, còn các anh các chú mà bụng 82, 84 mình đều mặc được nhá. Cái kia là bụng 80 rồi. Size 30 là bụng 80, còn size 32 của nó là bụng lên đến 86. Thì bụng ai, bụng anh các chú mà cỡ khoảng tầm 32, à tầm 82, 84 đều mặc cái size 32 này. Từ 82 đến 86 các anh các chú ạ. Dài 102 và ống 21. Đó. Đây ạ. Form nó rất là đẹp và gọn gàng. Size 32 ạ. Bụng từ 82 đến 86, dài 102 và ống 21. Size XL, XL là kết hợp áo XL và quần 34 các anh các chú ạ. Gọi là size 34 nhá. Size 34, vai 45, bụng 57 và dài 73. Vai 45, bụng 57 và dài 73 các anh các chú ạ. Đó. 100% cotton rất là đẹp luôn á. Các anh các chú, nhiều anh nhiều chú mình mua cứ mấy mua mấy bộ mặc một lúc. Hôm trước em có một anh ấy, một anh khách hàng, anh bảo là hôm trước anh mua của em được 2 bộ rồi, anh muốn đặt thêm 3 bộ nữa mà em không có để gửi. Hôm nay về vừa về em phải liên hệ lại với anh để gửi cho anh 3 bộ luôn. Mã size là size 34. Vai 45, bụng 57 và dài 73 các anh các chú ạ. Còn quần của nó size 34 nhá. Là bụng 90, bụng 90. Bụng tầm khoảng cỡ gần 87, 88 đến tầm 90 ạ. Là mặc đẹp. Nghĩa là lớn nhất là bụng 90, dài 104 và ống 21. Đó. Size 34 đấy ạ. Áo là vai 45, bụng 57 và dài 73. Quần là bụng 90, dài 104 và ống 21. Anh các chú lưu ý giúp em cái vòng bụng nhá.
Em đặt cái số đo, tức là số đo vòng bụng lớn nhất có thể mặc cái quần đó. Em lên mã, em lên size 36 này, size 36, quần 36 và áo thì là 2XL các anh em chú nhá, 2XL. Áo 2XL đấy ạ, tương đương với 36 này. Vai 46, bụng 59 và dài 74. Vai 49, vai em xin lỗi, vai 46, bụng 59 và dài 74. Quần ạ. Quần là bụng lớn nhất là 94. 94, dài 105 và ống 22. Đó, quần là 94 này, bụng 94, dài 105 và ống 22. Áo, áo size 36, size XL là vai 46, bụng 59 và dài 74. Đó, em sẽ xin so sánh lại màu để các anh các chú nhìn một lần nữa. Đây ạ, màu này là màu hanh các anh các chú nhá. Màu hanh, hôm nay em về là mỗi mỗi size á, cái màu này em chỉ có 3, có 3 áo thôi, à 3 bộ thôi. Mỗi size có 3 bộ, từ 30 đến 36, 30, 32, 34, 36. Còn cái này thì em sẽ có nhiều hơn một xíu đấy. Đó, anh các chú nhanh tay nhá. Màu đây ạ, một cái màu hanh, một cái màu ô liu. Để các anh các chú mua, còn chú nào mà anh các anh các chú nào mà thích ấy, mình thích hai màu để mình thay đổi thì mình múc luôn hai bộ giúp em. Còn bởi vì là em lại sợ là rất lâu nữa mới có hàng này để bán. Mặc dù là rất là muốn mua để bán cho các anh các chú nhưng mà hàng nó về khó quá, nó khan hàng quá, em đành chịu thôi. Đó, đây nhá, màu. Màu hanh và màu xanh ô liu. Đó, các anh các chú nhớ nhá. À, size về size 30 này, bụng lớn nhất là 80. Size 32 thì bụng lớn nhất là 86. Size 34 bụng lớn nhất là 90. Và size 36 thì bụng lớn nhất là 94. Cho nên các anh các chú mình cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em để em tư vấn chi tiết nếu các anh các chú mình không có nghe kịp. Em xin cảm ơn tất cả các anh các chú đã theo dõi ủng hộ video này của em ạ. Các anh các chú cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 62 5789 để em gửi hàng. Rất là mong muốn được các anh các chú ủng hộ nhiệt tình bởi vì là em cũng nỗ lực và cố gắng mỗi ngày để tìm kiếm những sản phẩm cực kỳ hot, cực kỳ là phù hợp với lại rất nhiều anh nhiều chú đấy ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.